yêu đơn phương là gì, yêu 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 đơn phương là gì, ngọc trắng dám nói ra, nói ra ta điều gì, thêm một từ mà đi mình đi giống ngàn đèn đêm ta vẫn cứ mà ông tay anh chỉ cầm cái đó lên cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó qua không dám lại gần không phải do anh sợ gió. Ra mùa xuân hoa nở là vì em. Trời má, hôm nay tập thể dục nữa, chắc nay động đất sập nhà luôn quá, ăn cho cố xong giờ đi tập thể dục. Ơi, chết tiệt là em đang làm cái gì vậy? Chết tiệt thì mà đồ chết tiệt mà. Nói nghe thiệt, anh nhìn em tập anh gai con mắt luôn á. Em ăn cho cố xong đi tập thể dục chi, em làm điều vô bổ gì em thấy được hả? Bây giờ em có tập thể dục tới mãn kia cũng không bao giờ ốm được đâu. Đừng có làm chuyện vô ích đó nữa. Tập thể dục có tốt không anh? Tốt chứ. Sao nên anh nói vô ích mà? Tại anh bị khùng á. Oh my god. Mất bớt khùng đi nha. Dạ. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Hello, xin chào khán giả của kênh Anh Ánh Tài Tài Official. Thời gian qua thì Anh Ánh và Tài Tài rất là vui và rất là biết ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả trong suốt thời gian theo dõi kênh của Anh Ánh Tài Tài. Mặc dù là hai vợ chồng tôi cũng rất là làm biếng ra clip nhưng mà mọi người vẫn rất yêu mến và ủng hộ. Hy vọng là thời gian tới Anh Ánh và Tài Tài sẽ post thật nhiều clip hay hơn nè, post nhiều chương trình hay hơn nè. Cho nên là quý vị đừng quên theo dõi và ủng hộ và nhớ là nhấn like kênh của Anh Ánh Tài Tài Official nha.